Đây là nhà vườn mình dưỡng các bác nhá. Nhà vườn mình dưỡng là ở Tiền Phương, Trương Mỹ, Hà Nội. Hôm nay thì chia sẻ các bác một cái tin vui của nhà vườn. Một tác phẩm mới, mới nhập về nhà vườn. Một tác phẩm rất là có giá trị về mặt thời gian. Đây là anh Minh Dưỡng, chủ nhà vườn. Chào quý vị các bạn. Vâng, hôm nay cũng nên anh đến đây quay một cái video. Minh Dưỡng cũng chia sẻ quý vị các bạn, hôm nay cũng tình cờ Minh Dưỡng lấy được hai cái bể rất là cũ và chia sẻ cho quý vị các bạn xem là một cái bể này mình vừa mới lấy về được nửa tiếng nay. Mình rất thích cái bể nối bể cổ, bể gọi là cũ đi, nhưng mà cũng là gọi là gần cổ được rồi. Là bể là năm 1936, bốn mặt theo lối bể Huế 1936. Mà cái bể này rất là sâu rồi, mà đặc biệt của nó là rất là lành, bốn mặt. Cái này mà chân và dạ vẫn còn nguyên nhỉ? Yeah. Và chân bệ các thứ vẫn còn nguyên. Tìm những cái được những cái bể này đa phần anh em sưu tầm từ Huế ra đấy. À. Vâng. Còn ở ngoài Bắc mà được bể này như này là ít lắm. Tại vì có chăng nữa thì đã để ở cây hết rồi. Đang trồng cây bốn mặt như nhau. Đây anh xem cái mặt bên này. Trong cái bể Huế nhìn nó có cái độ cổ kính rất là cao. Mà họ làm, ngày xưa họ làm sắc nét nhỉ? Những cái hoa văn cũng nét. Ngày xưa mà những cái thợ làm từ thời điểm cách đây mấy chục năm như thế này là thợ ngành nghề cao, rất cao nghề làm những cái bể này. Mà theo em được biết là những cái bể này không phải người ta làm ra sinh ra để trồng cây đâu. Chẳng qua bây giờ mình tận dụng, gọi là mình vận dụng vào trồng cây. Ngày xưa là người ta để gọi là bể cảnh, thả sen hoặc là để trong này một hòn đá gọi là người ta làm ở để trước nhà ngày xưa gọi là phong thủy. Chứ không phải là người ta làm cái bể này để trồng cây như bây giờ. Mình bây giờ là lấy cái bể này ra để vận dụng. Theo em được biết là như vậy. Tác phẩm thứ hai mới về nhà vườn, một tác phẩm cũng rất có giá trị. Cây này là một cây Minh Dưỡng cũng mới nhận chuyển nhượng, một cây xanh cổ cũng rất đẹp, có cái lối rất là mịn như là kỳ mỹ, được nằm trên một con rùa, bám trên lưng con rùa, được cây xanh. Thân kim quy mắt đỏ. Cái này chân đệ của nó hay nhỉ? Lưu của nó hay như này. Vâng. Độ mịn của cây này rất là đẳng cấp. Cái lưu của nó liền vết hết rồi. Rất là nguyên bản. Và cái này thì chỉ còn là đợi dăm. Cái này chỉ làm lại tí dăm thì cũng nhanh nhỉ? Hơn năm thì cơ bản là có bóng. Còn mịn thì là cũng phải mất đôi năm. Đây cũng là một chiếc bể được làm từ lâu này. Đây là bể cũ ấy, cũng với lối đắp bông kênh rất là kỹ thuật. Đây, rất kỹ thuật nhé, không phải
cái lối đắp này cũng rất là đặc trưng của nghệ thuật. Cái này đắp tay đây, công. Đây bên này rồng phượng lân. Rồng đây. Xanh này. Và đây cũng là một cái bể, cũng là bể Huế mình mới lấy. Bể này đời 1933. Một chín đây. 33 này. Và để trên cây này, cây cổ này nói là rất hợp và rất vừa vặn cái bể này. Bể này cũng nguyên bản bốn mặt vẫn nguyên bản từ chân dạ tất cả. Cái này là người ta, cái người trước người ta để vào cái nước giếng, mà nước giếng có sắt nhiều, bị nhiễm cái màu sắt, giếng khoan đấy. Cái này vẫn còn nguyên bản nhỉ, chưa thấy sệt nảy đâu. Đây là phượng. Trái của nó này. Xanh này. Cái này cũng mới sao nhỉ? Cái trục hoành này mới à? Cái này hơn năm. Cái này. Cái này mới làm đá. À, mới làm đá. Cái này hay nhỉ? Cái này rất đặc biệt vì cái độ trục hoành cũng như là ký trên một cái bãi đá rất là phiêu. Đặc biệt là cả cái chậu. Cách đặt chậu cũng rất là lạ. Cây trục hoành rất là mít già. Đây là xanh trục hoành mới được làm đá. Cũng được hơn 1 năm rồi. Nhưng có lẽ là bàn tay của thợ rất là khéo léo. Và nhìn vào nó cảm giác như được nhiều năm rồi. Yeah. Cây đẹp. Xanh Nam Điền. Đây là một cây mà phải nói là rất mịn và độ lì già của cây
phải nói là rất đặc biệt. Cây tuy cây này chỉ 3 người khênh thôi nhưng mà rất đặc biệt. Cây này chưa xong, cơ bản cũng ổn rồi nhỉ, còn tí ngọn nữa là ok. Còn một tay và một ngọn nữa. Chân vậy cái này cũng hay này, xung quanh luôn quá hay.